Mọi người thì cái con này mình đang nghe cái con tai nghe in-ear đầu bảng của Sony, đó là con AIR Z1R. Các bạn có thể thấy là đây là con AIR Z1R của chúng ta, một cái con tai nghe cực kỳ đẹp. Thì mình đang nghe nó với lại cái máy nghe nhạc NWM1Z. Thì cái con tai nghe này nó là cái con tai nghe gồm có ba cái driver mỗi bên, ba cái driver mới nhất của Sony, đó là một cái driver tweeter 5mm, một cái driver balance amateur và một cái driver dynamic 12mm đánh cho trung trầm. Thì đây là cái con tai nghe mà có cái chất tiếng khá là cân bằng, có nghĩa là nó không hề nó không có một cái tí color nào hết. Và khi mà các bạn nghe nó với lại máy nghe nhạc, ví dụ như ở đây là con 1Z này nè, thì mình khuyến cáo là cái con này chỉ nên chơi với những cái nhạc mà thu âm chất lượng cao. Vì rõ ràng là nếu như mà các bạn nghe với lại những cái bản mà thu mà nó bị ship hoặc là dùng volume wall, có nghĩa là dùng loudness wall, các bạn sẽ nghe được quá là nhiều lỗi luôn. Nhưng mà nếu như mà các bạn nghe những cái album giống như là Pink Delia này nè, không thôi là những cái bản nhạc giao hưởng được thu âm tốt á, thì các bạn sẽ thấy là nó mang cái tiếng cân bằng không gian rất là tốt, giống như là ở đây là có Jasha Heffert nè. Thì là các bạn nghe những cái album này thì các bạn sẽ thấy được cái không gian của nó cực tốt, cân bằng, đánh sạch tiếng. Nhưng mà các bạn đẩy qua những cái bản pop rock giống như là của Michael Jackson hay cái gì đó thì các bạn sẽ thấy bắt đầu nó lôi cái lỗi của bản nhạc ra đó. Có nghĩa là cái bản nhạc đó, ví dụ người ta có boost cái giọng của Michael Jackson lên cao và nghe nó hơi xé và nó hơi chói một chút xíu, và cái nền của nó không được tĩnh. Rất một cái điểm rất là thường thấy của những con tai nghe cực kỳ high end như là con Z1R này, đó là cái driver mid range của nó được làm quá nhạy, và bản thu mà có bất kỳ một lỗi nào là con này nó sẽ lôi ra hết. Vì thế mình đánh giá, mình thì mình vẫn đánh giá con này rất là cao, nhưng mà chỉ cao đối với những cái nhạc nào mà nhạc cực kỳ tốt và nhạc cực kỳ là quy chuẩn á, thì cái con này nó sẽ rất là hay. Còn nếu như mà ấy thì nếu mà nghe mà bạn nào mà lấy con này về để nghe nhạc Việt Nam là rất là mệt nè. Nghe nhạc Việt Nam mà nghe bolero là chết luôn. Rồi mình cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe và theo dõi. Hey girl.